phần cơ đùi trước, làm khỏe phần mông, ổn định phần cơ trung tâm, xây dựng ý thức cho phần vai, cột sống và các khớp định tuyến được với nhau. Đồng thời mình sẽ cùng với nhịp thở để mà kiểm soát mọi chuyển động, làm cho chuyển động của chúng ta mượt mà hơn, được chưa nào? Mình bắt đầu nhé. Đầu tiên hãy xoay tròn cổ tay, khởi động cổ tay trước ạ. Và nhớ hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Hít thật sâu và thở ra. Mình đi ngược trở lại nè. Đừng quên nhịp thở nha. Và khởi động cổ tay, vì sao mình sẽ chống cổ tay khá là nhiều đó. Và tiếp theo là bờ vai. Hít một vòng, thở ra một vòng. Hãy làm cho nó nóng lên nè. Tận dụng mọi ngóc ngách của cái khớp vai. Và quay ngược trở lại. Tốt lắm. Rồi nào, hít vươn hai tay lên trên cao. Đang chéo các ngón tay vào với nhau, nâng lồng ngực lên. Và thở ra, hạ tay xuống, mang cột sống trở lại trung tính. Tiếp tục hít vươn hai tay. Và thở ra. Một lần nữa. Mở căng lồng ngực tại đây. Lần cuối cùng. Hãy đón nhận những suy nghĩ tích cực đến với cơ thể. Và hạ xuống, bước hai tay về phía trước nào. Child pose. Rồi mình cuộn tròn cuộc sống, mang người trở lại. Tốt lắm. Tay của chúng ta chống về phía trước một tí. Dựng cổ chân và nâng hông lên trên cao, mình giãn phần cơ đùi sau. Vai ra xa mang tay. Ghi vai, ghi ngực của mình xuống mặt sàn. Đặt từng gót chân về mặt đất, mình giãn phần bắp chuối và cơ đùi sau. Hít thật sâu và thở đều. Luôn luôn đưa lỗ rốn sát vào cột sống để mình có thể kéo dài cột sống ở đây. Nhấn kiểm hai gót chân lên rồi, mình bước từng chân sang hai bên. Đặt gót chân của mình xuống, đẩy hông ra đằng sau tối đa. Cảm nhận cơ đùi sau và cơ đùi trong mình giãn. Đánh hông trái phải. Hãy tự đếm ở đây 5 lần mỗi bên. Và đừng quên thở mọi người nhé. Lần cuối. Ok, khép hai chân của mình vào với nhau. Đặt từng gối về mặt sàn. Có một điều lưu ý ở đây, nếu như mà mình có chấn thương ở đầu gối thì mình hãy cân nhắc để mà tập video này nhé. Và mình có thể sử dụng một miếng thảm nữa, hoặc là một cái gối nhỏ để mình hỗ trợ đầu gối trong suốt một lớp học, được chưa nào? Ok, hôm nay mình sẽ tập động tác thigh stretch đầu tiên. Thigh là đùi, stretch là mình giãn cái đùi ra. Nhưng đồng thời mình cũng phải siết cái phần nhóm cơ đùi này lại để mình bảo vệ được cái phần khớp gối và phần khớp hông. Đồng thời mình sẽ cố định được cái phần mông sẽ không chạm vào góc chân, được chưa nào? Hứa với cho nhé, mông không bao giờ chạm góc chân. Ok, nào, tay của mình vươn về phía trước. Từ đây, hãy đổ khung chậu của mình ra đằng sau. Nhấc cái xương mu về phía trước. Hai má mông của mình không chạm ở trên góc chân. Gồng chắc cơ bụng, lưng trên vẫn thẳng ở đây. Mở vai ra đằng sau. Mọi người cảm nhận nó giãn ở ngay phần đùi trước rồi, đúng không nào? Hít chuẩn bị. Thở ra mình nâng người lên. Ok, hạ tay xuống nào. Điều chỉnh hai gối mình mở rộng bằng vai. Dựng hai cái gót chân, hai cổ chân của mình lên, chống nhón chân xuống mặt sàn. Bụng mình sẽ đưa vào trong. Điều chỉnh khung chậu trung tính, hai xương hông và xương mông trên cùng một mặt phẳng. Mở vai ra đằng sau nè. Nâng xương ức về phía trước, mở rộng trái tim. Và đầu của mình sẽ không được đổ về phía trước như thế này, cũng không yếu vào quá nhiều. Nhá, hai vai mềm ra sau mang tay. Tay của mình đưa về phía trước. Đây là tư thế khi mà mình quỳ gối lên. Hãy chuẩn bị. Thở ra nào, đưa hông ra đằng sau về phía gót chân. Phần cột sống của mình sẽ di chuyển song song từ đằng trước ra đằng sau, chứ mình không gặp người về phía trước. Wow,
mình cảm nhận cái đùi trước rồi đúng không nào? Hít, thở ra liền. Lặp lại 3 lần nữa cùng với Cho nha. Hạ nào, thở ra, gồng chắc cái cơ bụng của mình lại. Cột sống của mình được duỗi dài, mông không chạm gót chân. Rồi nâng người trở lại. Cho đứng ở tư thế này cho mọi người dễ thấy nha. Hít nè. Và thở. Hít chuẩn bị. Thở lên. Nhớ xương mu về phía trước, gồng chắc cơ bụng của mình vào. Được chưa nè? Hai lần nữa. Hít và thở. Hạ. Cảm nhận hai phần cơ lưng của mình kéo dài đều với nhau. Và thở, nâng người trở lên. Một lần cuối nào, hít thật sâu. Thở ra, hạ xuống. Tốt lắm. Lần này mình kết hợp với side bending, kéo giãn cơ lưng nè. Nâng người lên đan chéo hai tay ra đằng sau đầu. Nhớ cột sống và khuôn trậu trung tính. Thở ra, mình nghiêng người sang bên trái. Cảm nhận cái cơ lưng rồi đúng không nào? Cắm rễ cái đầu gối bên phải xuống mặt sàn. Hít trở về giữa. Thở ra, hạ. Hít lên, đang chéo các ngón tay vào với nhau. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Cảm nhận cái cơ lưng bên trái mình giãn ra. Cắm rễ đầu gối bên trái xuống dưới mặt sàn. Mở khuỷu tay. Hít nâng lên. Thở ra. Hai lần nữa mọi bạn. Lên cao. Để ý khung trậu trung tính, cuộc sống trung tính. Thở. Hít trở về. Hạ xuống trở lại. Mình cảm nhận cái phần hông của mình đi, nó giống như một đám mây trôi lình bình lình bình. Vậy đó, nâng lên trên cao. Hít và thở ra. Trời ơi sướng quá, mỗi lần được giãn cơ lưng là cho sướng sướng lắm. Quay trở về. Gồng chắc cơ bụng của mình vào, siết chặt má mông. Rồi nâng trở lên, tác động vào phần mông lớn và cơ đùi trước rất là nhiều nha. Đó. Quay trở lại lần cuối cùng. Và này. Mình sẽ kết hợp cùng với vặn sóng được chưa nào? Quay trở về, thở ra giữ ở đây, hít vặn sóng sang bên trái. Mông không chạm gót chân, nhắc lại rồi nhé. Vặn sóng phải. Hít về giữa, để ý cột sống của mình luôn luôn thẳng đứng nha. Vươn dài cột sống của mình lên. Tại vì sao nếu mình gặp đổ người về phía trước là mình toàn đi vai thôi, chứ mình không đi được cột sống như thế này. Cột sống vuông góc với mặt sàn. Hít trở về, hồi hôm cái đùi trước. Thở. Hít vào sống. Ta quay trở lại một lần cuối. Cho bên kia. Hít vươn hai tay lên trên cao, đặt hai tay xuống mặt sàn, chống mũi chân, nâng hông lên, giãn cơ đùi sau. Vai ra xa, mang tay trùng nhẹ khuỷu tay một chút xíu, hướng xương cụt lên trên cao, ống gót chân xuống mặt sàn. Thở 3 2 1. Rồi tròn lưng, đặt đầu gối trở về thẳng, tì cái mu bàn chân xuống dưới mặt sàn. Cụ người lên, xoay bờ vai. Cảm thấy thế nào? Mình khởi động một chút xíu cho cái phần đùi trước vào cột sống rồi đó mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ vào bài tập chính nhé. Chân phải, đặt lòng bàn chân phải về phía trước, nhấc hông lên nè. Hít. Thở. Khi chân phải của mình đặt xuống dưới mặt sàn rồi, để ý mũi chân thẳng hàng với đầu gối, thẳng hàng với xương hông. Không mở như thế này. Và cũng hạn chế bị hình chữ X như thế này mọi người nhé. Quay trở về, các khớp định tuyến với nhau, lưng thẳng, đưa hông ra đằng sau, không chạm vào gót chân. Từ đây, mình sẽ bật người ra, chạm tay xuống dưới mặt sàn, thẳng hàng với vai. Từ mũi chân cho đến đầu gối, cho đến cổ tay, thẳng hàng một đường thẳng với nhau. Mình sẽ không đổ trụ ở trên phần đầu gối 100% nhé, dồn đều ả cả đầu gối và cả lòng bàn tay nữa. Trùng nhẹ cái khuỷu tay của mình lại, bảo vệ cho khớp khuỷu tay. Mở bờ vai, mở bờ ngực, nâng tay còn lại lên trên cao. Quay trở lại vị trí ban đầu nào. Tay về phía trước, lưng thẳng, không chạm vào gót chân. Nâng hông lên trở lại vị trí ban đầu. Tì cái mu bàn chân thật chặt xuống dưới mặt sàn nào. Thở. Hít. Buông tay ra. Để ý các khớp từ vai cho đến cổ tay thẳng hàng một đường thẳng. Duỗi mũi chân
phần hông này mình đổ về phía trước, phần hông ở dưới không gập ra đằng sau, hướng cả hai hông về phía trước, song song với lại mặt từ phía trước từ trên nào, tay nâng lên trên cao, quay trở lại vị trí ban đầu, lưng thẳng, tì chặt cái mu bàn chân bên chân phải xuống mặt sàn và nâng lên, hít vào, thở ra, tay, vươn dài cột sống. Lần này mình sẽ kết hợp với kéo giãn cơ lưng nữa nhé. Nâng hông lên trên cao, đẩy cái vai của mình về sau, mang vai trở về trước, rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Thở, hít lên, cột sống trung tính, thở ra, bùng, giãn, mình mở cái phần cơ gập hông ở đây rất là thích đúng không nào? Hạn chế cái cổ chân ăn xong mình bị bẻ vào trong như thế này nhé. Mình hãy hướng nó thẳng hàng với lại đầu gối và cổ chân còn lại cũng không bị gãy như đằng kia luôn. Duỗi mũi chân của mình ra, vươn dài cuộc sống lên trên cao, side bending, đẩy hông ra đằng sau nào. Quay trở về, hít, thở, lên, hít, tiếp tục. Nếu như mà mình cảm giác khó chịu ở đầu gối, có thể chống nhẹ cái gón chân của mình ở đằng sau để hỗ trợ cho nắp đầu gối nhé. Rồi bụng, vươn dài cột sống. Để ý nhìn lại các điểm đã thẳng hàng trên cùng một đường thẳng chưa. Mình kết hợp với lại side kick series nào. Nhấc chân trên lên, rồi hạ chân xuống. Một lần nữa, thở. Mắt của mình có thể nhìn ở đâu mà cổ cảm thấy thoải mái nhất là được mọi người nhé. Hai và một, side bend, quay trở về, hít vào, thở ra, hít lên, thở, buông tay, trùng nhẹ khuỷu tay, vai của mình ra xa mang tay, mở phần lồng ngực về phía trước làm mềm trái tim ở đây. Side bend, quay trở về, side kick series, top leg up and down, nhấc chân lên và hạ xuống 3 lần, mũi chân ở đằng sau có thể chống xuống mặt sàn, thở, đưa chân về phía trước, hít, đổi bên. Okay. Lần này mình sẽ kết hợp với lại front and back, đá chân trước và sau nữa nào. Side bend, trở về, 3, hai thở là đá lên, 1, giữ lại, gập cổ chân nè, đá chân về phía trước, hít. Nhưng người của mình không bị đẩy hông ra đằng sau và bị tròn lưng như thế này á, giữ cái lưng của mình vẫn thẳng, thở duỗi mũi chân. Hai lần nữa hít vào, cố gắng giữ thăng bằng. Lần cuối cùng hít vào, tốt lắm, đá chân về phía trước, đặt chân xuống mặt sàn, hít sâu, thở ra, hít lên, thở, để ý phần vai và tay nhé. Hai tay nếu mà hoàn hảo nhất là thẳng trên cùng một đường thẳng được chưa nào. Ba lần side bending và ba lần top leg up and down. Hai và một, giữ front and back, trước và sau, giữ gập cổ chân lên nào. Hít, thở ra, xíu bụng lại không bị võng lưng ra đằng sau như thế này nhá. Hít và thở, hít. Wow, cảm nhận cái phần mông nữa đó, đá chân về phía trước và lên, bùng, đổ mồ hôi một giọt đã rớt xuống mặt sàn. Tiếp tục nào, thở, bùng. Cái động tác bùng mình cũng phải sạc vai luôn mọi người ạ. À, khởi động làm cho cái phần vai của mình mở ra nữa. Ok, từ đây xài đánh, ôi xuống vai, quay trở về, up and down, ba, giữ mũi chân, nhớ cổ chân mình không bị gãy. À, hai và một, giữ trước và sau, hít về trước, có cảm nhận được bông ở dưới không ạ?
lần cuối, phát thở, quay trở về, thở ra, hít lên, thở, đi. Nhẹ nhàng và chậm rãi thôi, mình không vội nhé. Nhớ dựng cổ chân ở đằng sau lên và không bị bẻ cái chân của mình vào trong quá nhiều. Ok, xoay bên nha. Quay trở về, lên, ba, thở. Tưởng tượng có ai đó đang tì cái chân của mình xuống, giữ. Người đó đang tì chân của mình xuống nặng rất nặng rất nặng, nhưng mình phải sẽ dùng cái phần cơ mông ngoài nè, nâng lên, hấp, giữ, dựng cổ chân, đi chân cùng một đường thẳng, duỗi mũi chân, đi chân cùng một đường thẳng ra đằng sau, cố định lấy cái cơ thể mình lại, hít và thở, ôm lưng lại, hít vào, thở ra, đá chân về trước, hít lên. Bây giờ thêm động tác nữa mọi người nhé, đi cùng với Trời nào. Thở, buông ra, điều chỉnh lại cơ thể, kiểm soát lại cơ thể, mở vai mở ngực. Rồi lần này khi mình đá chân trước và sau, mình sẽ đưa đi cùng với tay lưng được chưa nào. Side bend, quay về giữa, top leg up and down, ba, thở, hai, ba, một, giữ, dựng cổ chân này, hạ tay đặt dọc cơ thể, chân đá về trước, tay đi đằng sau, hít, mở ngực, mở người của mình ra, dính cái tấm vai của mình lại, thở, kéo dài người về phía trước, lật cái phần ngực của mình xuống mặt sàn, đưa chân của mình ra đằng sau, vai ở dưới bên tay trái ra xa mang tay, quay trở về một lần nữa, hít, gập cổ chân, thở ra, vặn sống cột sống, nhớ cột sống của mình phải vươn dài ra nhé, mình không bị uốn cong lên đâu ạ, vươn dài cột sống của mình ra, lần cuối cùng, hít, mở ngực và thở, tuyệt vời, đưa chân của mình về phía trước, hạ chân xuống như mặt sàn, thở lưng thẳng, không chạm mông nha. Rồi nâng trở lại vị trí ban đầu, cho có camera ở đằng sau thấy bạn đó nha, không được tham gia. Lên tiếp, thở, bụng, sai bên, quay trở về, lên chân, ba, thở, hai, ba, một, hít, front and back, vặn sống, đá về trước, hít and back, vặn sống, một lần cuối, hít, thở ra, đưa chân về phía trước, đặt lòng bàn chân xuống, thở, kiểm soát, cảm nhận nó giảm đi phần đùi trước, lên, nhớ gồng chắc cơ bụng của mình vào, điều chỉnh chân, điều chỉnh tay, thêm một lần nữa mỗi bên nha. Ok, thở hạ, bùng, phương lên, rồi xài bên, quay trở về, chân ba và hai, rơi một, dựng, lần này mở ngực ra đằng sau luôn, vặn xoắn mở, vặn xoắn up, vặn xoắn mở, vặn xoắn up, nhớ kiểm soát cổ tay ở dưới và vai ở phần dưới, đưa chân về phía trước, quay trở lại vị trí ban đầu, ngồi xuống lưng thẳng, lên, hít thật sâu, thở ra, rồi xong, suối đổ ào ào rồi đó. Ok, buông người ra nè, như mưa rơi luôn, mồ hôi nhỏ như mưa rơi luôn. Ok, vặn xoắn, à kéo giãn cơ lưng, sai bên, up and down, ba, chống tay thật vững mọi người nhé, gồng cơ bụng mở người ra hết nào, một lần cuối, ok, vặn xoắn mở, hít, nhìn vào chân và tay giống như nó muốn mở thành một đường thẳng, thở ra mình vặn xoắn, không võng lưng nhé, gồng cái phần cơ bụng của mình lại, tiếp tục hít vào, giữ cổ chân, thở ra, đồng thời mình sẽ cảm nhận cái cơ đùi sau mình giãn được một chút xíu ở đây, đúng không nào? Và quay trở về, đá chân vào trước, xích giữ, ok, lên. Bây giờ thêm một động tác giữ thăng bằng nữa mọi người nhé, đi cùng với Trang lặp lại cả khuôn luôn được chưa nào? Bước lên đầu thẳng, alright.
Nâng tay lên trên cao nào. Vivarasamantai up and down. Ba. Hở. Hai. Và một. Gặp cổ chân nào. Đá về phía trước. Phẳng xoắn. Từ bây giờ trở đi mình sẽ không đi cái side bend nữa mà cả lớp nha. Vặn xoắn. Duỗi. Vặn mở. Và thở. Từ đây nè, đá chân phải về phía trước theo một khung vòng tròn. Rồi sau đó mình đặt cái hông của mình xuống gần về gót chân, không, mình sẽ không chạm vào gót chân nhé. Duỗi mu bàn chân ở dưới đây nè. Từ đây đi chân về phía trước. Siết bụng, siết mông. Xuống. Giữ ba, hai, một, lệ, trở về, lệ, được không? Mình sẽ làm tương tự nhé, hít vào, thở, buông tay, yeah, nice, 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 nào, lên thở ba, và hai, rồi một, vặn xoắn mở, hít, dựng cổ chân, giãn cơ đùi sau. Thở ra, tiếp tục dựng và duỗi cổ chân, gập cổ chân vào, vươn dài kéo giãn cột sống, nào giữ thăng bằng, kiểm soát ba, bước hai, một, lên, hít và thở, hít. Thêm một lần nữa mọi người nhé, là mình sẽ làm quen với lại cái chuyển động này. Nếu ai nhớ được động tác không cần nghe cho hướng dẫn luôn, mình sẽ làm một lần trong im lặng nhé, làm một lần trong im lặng. Ok, hít nào, bước chân phải về phía trước, thở ra và giữ và tiếp tục. Một lần nữa, duỗi mu bàn chân nè, đưa chân về phía trước, ba, hai, một, hít lên, để ý định tuyến của đầu gối cổ chân. Ok, tiếp tục nè, cho bên kia, dựng cổ chân đằng sau lên nếu cần nhé. Bùng, tí nữa là gặp mặt rồi. Nâng tay lên trên cao và 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 giữ thăng bằng này, giữ mu bàn chân của mình ra. Ba, hai, một, ok, hít lên, hấp, thở và nâng. Wow, hít nâng tay lên trên cao, hơi thở, child pose. Nhẹ nhàng cuộn người trở lại, mở vai ra đằng sau. Trời ơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đua nữa, à không, thi nhau nhỏ giọt. Nào, duỗi hai chân của mình về phía trước nha. Cảm ơn bạn cảm rất là nhiều. Okay. Hai chân của mình mở rộng bằng hông vai nè. Mình sẽ đi động tác sau, vừa giãn được cơ đùi sau, ổn định phần cơ trung tâm và giãn cơ lưng. Hai tay mở rộng chữ T. Hít vào vặn xoắn sang trái. Thở ra nằm cưa cái ngón tay út về cái ngón chân út. Mở rộng lòng ngực, úp cái phần ngửa lòng bàn tay trái lên trên cao. Thở yêu. Nâng lưng thẳng, người vẫn vặn xoắn. Hít. Hai tay ngang hàng với nhau. Thở ra, quay trở lại vị trí ban đầu. Tì hai gốc chân xuống mặt sàn và không bị dịch chuyển như Joy đang làm nhá. Mở, hít vào, vặn xoắn. Thở ra. Hít, mình mở lòng ngực. Nâng người lên. Quay trở lại vị trí ban đầu. Tiếp tục, vặn xoắn. Nào, áp lỗ tai gần về đầu gối, lắng nghe đầu gối nói chuyện. Trượt tay ra xa nhiều hơn.
mở lồng ngực tối đa. Ồ, ở đây mình cảm nhận các phần vai ở đây giãn nữa nè, đúng không? Nâng trở lên, quay trở lại, hít và thở. Quay trở lên và về. Khép hai chân vào với nhau nè. Lúc nãy mình có tập được cái phần má mông ngoài đúng không nào, cơ mông nhỏ ấy. Nó chính xác là cơ mông nhỏ. Và nhá, mình sẽ bắt chéo cái phần cơ chân số 4. Đặt cái mu bàn chân của mình gần ở ngay đầu gối. Mở đùi ra nè, lưng thẳng á. Để ý hai xương hông cũng ngang hàng với nhau, thẳng hàng với vai. Dựng cổ chân hoặc dựng mũi chân cũng được, cho dựng cổ chân hơn. Hít vươn nhẹ tay. Thở nào, đặt ngón tay xuống mặt sàn. Và thật chậm, mỗi lần mình thở ra, mở ngực nhiều hơn và bước tay về phía trước. Nhích hai má mông ra luôn nếu cần. Và mình cảm nhận giãn cái phần cơ mông nhỏ ở đây. Thở đều. Và nào cùng người trở lại, đặt tay của mình ra đằng sau. Mũi tay hướng sang hai bên, mở vai nâng ngực lên trên cao, đưa gót chân bên phải sát vào phần xương mu và mở nhiều hơn, cảm nhận sâu ở ngay phần cơ mông nhỏ. Hôm nay trời nắng đẹp lắm mọi người. Nào bước chân về phía trước một tí xíu, dính tấm vai vặn xuống. Trời ơi, cho cảm nhận người của trời đang lấp lánh lấp lánh. Mồ hôi, mồ hôi. Quay trở về giữa đổ chân. Dựng cổ chân lên. Ôm phải điều chỉnh cái hông lại nè. Hai hông ngang hàng với nhau. Ấn xuống, ấn xuống. Một bên cao bên thấp. Bên này cho bị rất gân nên là không thể là mở nhiều hơn được nữa. Hít thật sâu hướng dài cuộc sống. Thở ra. Thở ba. Cứ lắng nghe cơ thể và cho phép cơ thể mình giãn tại đây. Hai. Và cuộn người trở lại. Đưa gót chân sát về phần hông, dính cánh vai vào với nhau, mở ngực lên. Hai vai nhớ tì xuống ngang hàng với nhau nhé, không bị sụn người như thế này đâu. Mỏi cổ vai gáy lắm. Vặn sống. Và quay trở về tốt lắm. Mọi người cảm thấy thế nào? Sảng khoái người đúng không ạ? Và mình cảm nhận giãn được phần đùi trước, làm khỏe đùi trước rất là nhiều, làm khỏe phần mông nè, kết hợp được tay chân, mình di chuyển cả cơ thể luôn, từ bên này sang bên kia, vặn xoắn gập tới gập lui, đủ mọi chuyển động cho cơ thể cả. Chúc bạn tập luyện thành công nhé. Cho hy vọng mọi người sẽ thích video này, hãy bấm like và share video cho tất cả mọi người cùng tập nhé. Chắc cảm ơn, bye bye.